mòn hai đứa. Anh đánh đàn, em thời làm ca sĩ, nghe cũng buồn lắm. Xin chào các bạn. Hôm nay mình mới về được ba con center Bow VS C10. Mình có tổng có 5 con tất cả, nhưng mà hôm trước là có một số bạn mua bị chậm, không mua được thì hàng về mình trả cho các bạn rồi. Và bây giờ còn ba con nữa. À, thì mình nhớ là còn đâu 1-2 bạn ấy có nhắn mình là khi nào có hàng về thì báo lại, mà bây giờ mình quên không lưu số, không biết là bạn nào nữa. Thì hôm nay mình quay clip này thì mấy bạn mà chưa mua được hay là đã mua rồi hay như nào đó ấy, thì liên hệ với mình để lấy hàng nhá. Đấy, ba con này về cũng rất là đẹp luôn, rất đẹp. Đấy, không có chảy xước, không vỡ vỏ, không thích gì hết nhá, không vỡ vỏ, chưa giật lưới ra luôn đâu nhá các bạn. Đấy, chưa giật đâu. Mình thực ra mình không muốn giật ra làm gì cả, vì giật ra ấy là mình phải lách tô vít, đây là mình gảy nó ra. À, nó cái vì cái này rất là chặt, nhưng mà loa nó đang bình thường rồi thì chẳng tháo ra làm cái gì cả. À, đây là chỉ là những cái vết bẩn của nó thôi nhá, thì tí nữa mình vệ sinh là xong. À, tem mát rất là đẹp, ba con rất là xuất sắc luôn các bạn. Đấy, made in Mexico luôn. À, dòng center bow này thì là nó sẽ cấu hình 4 loa, nó sẽ có hai cái loa toàn giải ở đây, hai toàn giải 8 cm ở đây, và hai cái loa súp ở bên trong này, tức là hai cái loa bát ở bên trong. Bát cũng là nhỏ thôi, thì trong này nó sẽ có ma trận ở trong này, thì nó cộng hưởng tiếng lên rất là tốt. Còn hai loa trước, hai loa toàn giải để lấy tiếng thoại. Đó, loa rất là đẹp luôn các bạn. Đây là mình đang chạy con này. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Đó, tiếng rất là tốt này. Chuyện tình ta chưa hết đoạn đường, hát nữa đi em, khơi bên em mắt trắng trẻo rồi, đầy đủ hết luôn, loa không cần tỡ. Chuyện tình yêu nhạc chi thêm buồn, đời ai không có những tâm sự. Ngày xưa nắng chưa ngả bóng dừa, trên đường mòn hai đứa. Anh đánh đàn, em thời ba loa rất là đẹp nhá, mình chưa vệ sinh luôn, mới về tối qua. Mấy con này thì đi đường bay rồi thì nó nhanh. Đó, thì bạn nào có nhu cầu liên hệ mình theo số 0919386767 nhé. À, ship CD cả nước luôn. Đấy, con này mà cái chỗ hàng này về ấy, thì mình bị đội giá một chút, thì con này thì mình sẽ bán cao hơn giá cũ 100.000, thì có gì các bạn thông cảm. Đó, thì giá mình sẽ để luôn ở trên tiêu đề các bạn nhé. Lưu ý là cái loa này thì nó là ở cho dành cho những cái dàn tầm trung các bạn, tầm trung thôi, công suất nó cũng vừa phải thôi. Công suất con này nó cỡ khoảng 100W trở lại, công suất chịu đựng á. À, các bạn sẽ dùng cho những phòng nhỏ này, khoảng cách ngồi ngắn này, hoặc là những cái âm ly công suất nhỏ thôi. Chứ còn những con này mà vào những con âm ly công suất lớn cả 200W thì con này tiếng nó sẽ không chịu nổi. Đó. Cái thứ hai nữa thì là các cái dòng loa này nó lời thoại rất là ok, nhưng mà cái tiếng nó sẽ cấu hình của loa toàn giải này. Đó, thì chép nó sẽ không được nhiều nhá. Mình nhấn mạnh luôn, mình bán hàng rất là rõ ràng luôn để cho các bạn đỡ phải lăn tăn, là chép nó sẽ không bao giờ được nhiều như những cái loại mà loa rời nhá. Đó, những cái loa mà chép rời, còn đây vì nó là loa toàn giải mà tính chép của nó sẽ vừa đủ thôi. Nó sẽ không lanh canh chạch như là các loa tép rời, bát rời nhá. Đấy, còn nó sẽ đủ dùng thôi. Đấy, các bạn nghe lại tiếp này. Tiếng này tiếng rung nhá, mình để ba cái nhau nó rung. Ok nhá các bạn, mình phải nói cụ thể như thế để tránh những tình trạng mà có những cái bạn mà không biết ấy,
thì về cái loa này nó không hay bằng mấy cái loa tàu, không hay bằng loa kia. Thì các bạn phải nên nhớ rằng là mỗi một cái loa nó thiết kế khác nhau. Những cái loa mà chép rời thì nó sẽ tiếng tép nó rất là khỏe, rất là chói, thậm chí là gắt luôn. Còn những cái loa mà những kiểu dạng loa toàn giải ý, thì chép nó vừa đủ thôi. À, các bạn nghe rõ nhá, chép cũng lanh tanh ra phết đấy, không phải đâu, không phải là không có, không phải yếu đâu, nhưng mà ý, vì mình bán hàng lâu năm rồi, mình biết rất nhiều người thích cái kiểu chạch 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 chạch, thì những cái loa là đàn giải nó không bao giờ nó kêu như thế. Thì các bạn lưu ý cho mình, tránh tình trạng các bạn mua xong các bạn lại kêu là nó không hay bằng loa tàu, không hay bằng loa kia. Đấy, quan trọng nhất là các bạn phải hiểu rằng là mỗi một loa thiết kế là khác nhau, nên là mình phải biết rằng là nó như nào để mà so sánh. Đó, ok các bạn nhá. Bạn có gì thì nhắn tin cho mình, liên hệ mình theo số 0919386767. Rồi, xin chào các bạn.